các bạn không cần phải yêu tiếng Đức, các bạn không cần phải thích tiếng Đức, nhưng mà các bạn cần phải tôn trọng nó. Ok, hello. Cũng lâu rồi bọn mình không gặp nhau nhỉ. Trong video lần này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số những cái tip, những cái cách làm sao để có thể tự học của mình lên level tiếng Đức là B2. Và đầu tiên thì vẫn là intro đã. Nhiều bạn chắc là cũng nhận ra rồi, cái trình độ tiếng Đức B1 lên B2 nó là một cú nhảy khá là lớn. Tại vì khá là nhiều bạn đi thi B1 thì thường là để thi lấy bằng, là một cái điều kiện cần có để có thể sang Đức để du học các thứ. Thế nên là có thể nhiều bạn vẫn còn đang hơi bị với khi mà thi B1. Có thể các bạn chỉ vừa đủ điểm để đỗ thôi. Thế nhưng mà học để hết được cái B2, để mà thi được lấy bằng B2 thì thường là các bạn cũng sẽ phải trải qua rất là nhiều những cái kiến thức ngữ pháp mà nó chặt chẽ hơn này, nó bằng nhằng hơn và cũng nhiều từ mới hơn nữa. Nó giống như một cái ngưỡng mà kiểu càng lên cao thì sẽ càng khó và càng lâu để mà có thể tăng level được. Chứ còn kiểu lúc mới học ấy thì mình thấy là hôm nay mình biết được cái này cái kia thì kiểu cứ tạm tạm thế là coi như là mình cũng biết được một tí rồi. Thế nên bây giờ tip đầu tiên quan trọng của mình để có thể tự học tiếng Đức lên B2 đấy là phải có một cái kỷ luật tốt, kỷ luật học tốt này, tự giác. Bởi vì nếu như bạn tự học thì xác định là cái kỷ luật của bạn cũng phải hơn người rồi. Không có ai thúc ép bạn, không có ai có đặt deadline bạn. Tất cả mọi thứ sẽ là do bạn tự lo, tự xoay sở. Thì cái đầu tiên mà bạn cần phải chú ý khi mà tự xoay sở là gì? Đấy là đặt ra những cái mục tiêu học tập cho bản thân mình này. Mình cần achieve được những cái gì này để được coi là mình đã làm chủ được B2. Thì cái mình gợi ý cho các bạn đấy là hãy nhìn vào trang mục lục. Nếu bạn dùng cái bộ sách của Studio D thì rất là tiện, bởi vì ở cái trang mục lục mỗi cái chương học người ta đều có tóm tắt lại kiểu chương này là người ta sẽ dạy về những cái kiến thức gì. Bạn có thể dựa vào những cái gạch đầu dòng đấy để tự kiểm tra bản thân mình xem là kiến thức ngữ pháp này mình đã đạt được chưa, mình đã hiểu chưa. Và nếu như chưa hiểu thì thành thật với bản thân là tại sao không hiểu và tìm người giúp đỡ, tìm người giải thích cho bạn. Khi mà đã tự xác định được những cái mục tiêu như thế rồi thì bạn cũng cần phải ghi nó lại một cách thật là khoa học, đàng hoàng. Ở trên Instagram thì cũng có rất là nhiều các bạn study grammar, người ta có gợi ý những cái mẫu trình bày, sổ ghi chép, theo dõi học tập làm sao cho trông nó hiệu quả, khoa học. Thì các bạn có thể lên để tham khảo. Ngoài ghi chép và quản lý mục tiêu học của mình cẩn thận thì mình nghĩ là một cái thứ hai nữa cũng liên quan đến ghi chép cũng quan trọng. Đấy là ghi chép từ mới, những cái kiến thức ngữ pháp mà mình đã học được như thế nào. Ví dụ như là một ngày hôm nay bạn dành ra 1.5 tiếng đến 2 tiếng để học tiếng Đức chẳng hạn, thì bạn có thể tự sắp xếp ra là ok, mình sẽ đọc một bài viết này và qua đó thì mình ghi được những cái từ mới như thế này như kia, và trong bài viết này mình tìm thấy một kiến thức ngữ pháp khá là hay ho, hay là mình có thể mình biết được luôn cả một cái kiến thức gì đấy hay ho về nước Đức chẳng hạn, thì mình cũng cứ viết ra và mình tổ chức, mình sắp xếp những cái thông tin mà mình vừa mới thu thập được như thế làm sao cho khoa học nhất. Mình có gợi ý cách ghi từ mới trong một cái video trước trên kênh của mình rồi, các bạn có thể xem lại, mình sẽ dẫn link ở đây. Cái mình thấy khoa học nhất đấy là luôn chia một trang vở thành nhiều phần khác nhau, thành nhiều ô vuông cũng được hay là thành bảng cũng được. Động từ tốt nhất là nên ghi theo bảng và nên có một cái cột để các bạn ghi những cái danh từ hay là tính từ được suy ra từ động từ đấy, bởi vì tiếng Đức thì rất hay có những cái từ liên quan đến nhau. Hay là khi mà ghi chép danh từ thì các bạn lại nên thành lập một cái mind map, một cái sơ đồ tư duy, bởi vì danh từ thì cách tốt nhất để nhớ được nghĩa của chúng nó là nhớ theo trường từ vựng, nhớ theo chủ đề. Ví dụ hôm nay mình học chủ đề về sức khỏe thì mình học được những cái chủ đề, đầu tiên là mình chia một nhánh có thể là về cơ thể người này, cái thứ hai có thể là về thuốc men, cái thứ ba có thể là các loại bệnh. Xong rồi từ những cái chủ đề lớn đấy mình lại chia nhánh tiếp có cả những cái mục nhỏ nhỏ nào tiếp, ví dụ bệnh về da, về bệnh về immune system là hệ miễn dịch này, hay là bệnh về xương khớp này, xương khớp mình chịu mình không biết là gì. Nhưng mà ý mình là như thế. Cái tiếp theo mình cũng phải lưu ý các bạn đấy là hãy tập trung, hãy thực sự tập trung vào việc đọc văn bản nhiều lên. Đọc văn bản là đọc những văn bản trong sách giáo khoa này, còn có thể là đọc
báo Đức này. Ở trình độ này thì các bạn bắt đầu có thể abonnieren, tức là kiểu đăng ký nhận thông tin từ những cái tờ báo lớn của Đức mà kiểu nó hơi chính thống một chút, như là Bild hay là Welt hay là Sächsische Zeitung. Nguyện đọc tin tức các thứ ấy, có thể là tin tức nó hơi những cái chính trị quá thì bạn không hiểu được, nhưng mà những cái tin tức về culture này hay là về sport các thứ, mình nghĩ là các bạn hoàn toàn có thể theo dõi và kiểu học từ từ từng chút một. Thì một cách để các bạn đọc tin tức, các bạn biết tin tức mà không phải đọc quá nhiều text, đấy là lên Instagram và follow trang của những cái tờ báo này. Ví dụ trang Instagram của Welt này, của Bild này, thường là người ta sẽ tóm gọn nội dung của một bài báo rất là ngắn gọn cùng với hình ảnh các thứ để các bạn có thể kiểu lướt qua được, và cũng từ đấy các bạn có thể lượm lại được một chút từ mới mà các bạn quan tâm. Đó, hoặc là Deutsche Welle cũng là một nguồn đọc báo, vừa đọc báo vừa học rất là hay. Nó giống như PS là nhãn hiệu đánh răng mà các nha sĩ tin dùng ấy, thì Deutsche Welle luôn là một nguồn tin mà mình khuyên các bạn là nên dùng. Nó kiểu không sai được ấy. Ngoài ra thì các bạn cũng nên đọc thêm sách. Mình rất nhấn mạnh là hãy đọc văn bản, đọc nhiều lên, bởi vì chính đọc những cái văn bản do người Đức viết cùng với cái hành văn của người Đức thì mình mới có thể kiểu gọi là lĩnh hội được toàn bộ những cái tinh hoa của tiếng Đức ấy. Nếu như bạn đọc với những cái chủ đề mà bạn hứng thú thì nó cũng sẽ kiểu vào hơn một chút so với đoạn text mà kiểu sách giáo khoa người ta soạn ra cho bạn ấy. Thì lần này là mình kiểu chủ động đi tìm material, chủ động đi tìm learn material chứ không phải là kiểu dựa vào một cái quyển sách giáo khoa nữa, đúng không? Thì đọc thêm nhiều sách, các bạn có thể đọc tiểu thuyết nếu các bạn thích đọc, ví dụ Hoàng tử bé này, nếu các bạn thích đọc những cái thể loại như là kiểu chiêm nghiệm cuộc đời như thế, hay là Nhà giả kim cũng có thể có bằng tiếng Đức này. Các bạn thích đọc về lịch sử cũng có rất là nhiều những cái đấy, bởi vì yên tâm mà nói chuyện về lịch sử thì người Đức luôn là một trong những quyển gọi là bách khoa toàn thư ấy, có rất nhiều sách về chủ đề lịch sử mà các bạn có thể tham khảo. Hay là các bạn có thể đọc những cái tác phẩm bằng tiếng Anh mà các bạn biết nội dung rồi nhưng mà bằng tiếng Đức, thì như thế nó cũng sẽ giúp cho các bạn hiểu được nhanh hơn và có thể kiểu gọi là relate, gọi là kiểu liên hệ được từ tiếng này sang tiếng kia. Nó có thể gọi là comfortize với các bạn ở nhiều trường hợp, nhưng mà cũng phải cẩn thận không bị nhiều nhầm giữa hai cái tiếng với nhau nhé. Tip thứ tư là cố gắng nghe nhiều. Nghe thì bây giờ các bạn nên luyện tập nghe Tagesschau sau là được rồi. Tagesschau sau là kiểu như tổng hợp tin tức của nước Đức ấy, thì thường là sẽ được chiếu vào lúc 8 giờ tối mỗi ngày. Simplicissimus hay là Mr. Wissen to go, những kênh như thế thì họ sẽ chuyên làm về giáo dục. Thế còn bạn nào mà thích kiểu những cái từ nghe em nó kiểu casual hơn thì cũng có thể lên mạng xã hội này tìm những TikToker người Đức, mà cũng có rất là nhiều TikToker người Đức gốc Việt nữa, cho nên là kiểu xem cũng vui cũng nhộn ấy. Tùy vào sở thích của các bạn, nhưng mà mình cũng khuyên là đừng nên kiểu chỉ xem mỗi một kênh, mà hãy cố gắng có một cái kiểu gọi là salad, một cái bát hỗn hợp, tổng hợp những cái nguồn, những cái kênh khác nhau về thông tin, thì như thế cái vốn từ vựng của mình sẽ trở nên phong phú hơn. Cái thứ ba mình gợi ý đấy là tập viết nhiều. Ok thì đúng là phát triển cả mấy kỹ năng đấy, nghe nói đọc viết. Thì cái quan trọng khi mà viết đấy là các bạn cần có người sửa. Nếu như không tìm được một người nào mà sửa bài cho các bạn thì các bạn có thể kiểu tự sửa bài cho chính mình ấy. Mình đã nói ở trong một cái video trước rồi, đấy là cứ viết ra xong rồi xem lại một lượt xem là mình có phát hiện ra một cái lỗi gì mà mình sơ suất không. Thế xong rồi để đấy tầm khoảng 2-3 tuần sau xem lại cái bài đấy. Với điều kiện là trong 2-3 tuần đấy bạn cũng phải học nhá. Bạn cũng phải kiểu improve được cái quá trình học của mình. Để sau 2-3 tuần sau xem lại, đọc lại cái bài đấy, kiểu gì lúc đấy các bạn cũng sẽ tìm được một cái lỗi, vài là vài ba cái lỗi gì đấy. Các bạn thấy là ủa sao lúc đấy mình lại viết được như thế này nhỉ, kiểu bây giờ nhìn lại một phát thấy chán vãi. Mình sẽ không khuyên các bạn là tiếp xúc với tiếng Đức bằng cách xem phim hay nghe nhạc, bởi vì thứ nhất là mình không thể nghe được nhạc Đức có lời. Ok, khá là ít bài nhạc Đức có lời mình có thể nghe được, chắc là chỉ dưới 10 bài, dưới 5 bài ấy. Nó không hợp với cái gu, cái sở thích âm nhạc của mình là cái thứ nhất. Và cái thứ hai ấy, là mình có một cái định kiến ở trong đầu sẵn rồi. Cái này cũng khá là tiếc cho mình. Khi mà mình sử dụng tiếng Đức thì chỉ là để mình học hoặc là để mình đi làm việc thôi, chứ không phải là để mình giải trí. Cho nên là kiểu bây giờ kiểu nghe người khác nói tiếng Đức mà mình phải cảm thấy có cảm xúc, mình phải cảm thấy vui, buồn, chia sẻ cảm xúc với diễn viên, với người nói tiếng Đức đấy, mình không thấy quen, mình không nhập được vào đầu ấy. Cũng khá là tiếc cho mình có một cái gọi là cứng đầu như thế với tiếng Đức. Các bạn khác thì có thể là sẽ thoải mái hơn về cái vấn đề này. Thế nhưng với bản thân mình thì mình không khuyên các bạn là xem phim lồng tiếng Đức được. Phim tài liệu bằng tiếng Đức thì khác nhé. Phim tài liệu bằng tiếng Đức thì mình cảm thấy họ lồng tiếng rất là hay, và cái giọng của họ khá là hợp với những cái chủ đề kiểu nghe nó đa to búa lớn. Những kênh phim tài liệu hay mình có thể recommend các bạn là Arthur.de chẳng hạn. Thì cái hồi mà mình hay chơi xếp hình ấy, mình hay bật một tập Arthur lên kéo dài tầm khoảng 43 phút gì đấy, rồi vừa xếp hình vừa nghe người ta thuyết minh. Hoặc là bạn có thể nghe podcast. Nói podcast thì mình cũng có một trang là Vision Owner Grandson thì phải, hay là Manlantini Owls, hai cái kênh đấy hay nói về những cái kiểu kiến thức nhỏ nhỏ ở trong cuộc sống.
Một tập podcast đấy thì kéo dài cũng tầm khoảng 20 đến 25 phút gì đấy. Thì có thể bạn nào mà trên đường đi làm, đi học gì đấy, ngồi trên phương tiện giao thông chẳng hạn, thì nghe. Thì để thay đổi chủ đề thì các bạn có thể nghe những cái podcast như thế. Chả biết tiếp bao nhiêu mà thôi, tiếp tiếp theo nhé. Cải thiện cái thái độ của mình, cái thái độ của mình với tiếng Đức. Thái độ của mình với tiếng Đức là sao? Các bạn không cần phải yêu tiếng Đức, các bạn không cần phải thích tiếng Đức, nhưng mà các bạn cần phải tôn trọng nó. Ok, các bạn cần phải kiểu nimmt es ernst, tức là các bạn cần phải xác định được là đây là cái tiếng mà mình cần phải làm như là một cái nhiệm vụ. Kiểu là với các bạn gái thì mỗi ngày cái nhiệm vụ các bạn là phải skin care, hay là với các bạn trai mỗi ngày các bạn phải, với câu phải làm gì không biết xin skip phần này. Các bạn không nên, mình thì không có quyền để nói các bạn không được, thế nhưng mà về kiểu nghiêm túc mà nói thì các bạn không được đưa những cái kiểu lý do như là ôi hôm nay kiểu mệt, hay là hôm nay kiểu quá chán, hay là kiểu ôi tại sao mình kiểu học mãi không được. Đừng đưa ra những cái lý do, những cái nhận xét cảm tính như thế về cái quá trình học của mình, mà hãy thực sự nhìn vào quá trình học của mình, tại sao mình học mãi không được một vấn đề này, tại sao mình không có progress, không tiến triển được trong cái vấn đề này, cái nội dung, cái giải pháp dành ra là gì. Thực sự nhìn vấn đề học của mình một cách khách quan, đừng tự trách mình, đừng nhìn vào cái xấu mà hãy nhìn vào cái vấn đề và đưa ra giải pháp. Ok, nhiều khi không phải là do các bạn không giỏi ngôn ngữ, mà là do các bạn đang học ngôn ngữ không đúng cách mà thôi. Hãy cố gắng tự suy nghĩ, tìm tòi câu trả lời cho chính vấn đề của mình. Và nếu có thể thì hãy tìm bạn đồng hành, tìm một người cùng trình độ học cùng với mình. Cũng như thế thì mình thỉnh thoảng sẽ cảm thấy kiểu đỡ cô đơn hơn. Chứ còn con đường học thì mỗi người phải tự đi cho chính mình rồi. Ok, chắc đấy cũng là tip cuối cùng của mình cho video ngày hôm nay. Thì mình hy vọng là qua đó các bạn có thể rút ra được một cái gì đấy cho bản thân mình về quá trình học. Cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Nếu như bạn có câu hỏi gì thì đừng ngại nhắn tin cho mình qua Instagram hay là ở ngay dưới video. Chúc các bạn một ngày vui vẻ, một tuần vui vẻ, và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Bye.